Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga nỗ lực tấn công vào mỏ trung tâm Torres và tính toán các phương án để ngăn chặn lực lượng Kiev thoát khỏi thành phố. Cụ thể, các binh sĩ Nga đã bắt đầu cuộc tấn công tích cực vào mỏ Senchanea và các bãi thải ở Torres vào đêm hôm trước. Nhờ việc củng cố thành công, các tòa nhà nhiều tầng cho phép họ hành động một cách tự tin, sử dụng các đường phố đã được kiểm soát làm bàn đạp cho bước tiến tiếp theo để chiếm lĩnh khu mỏ. Rõ ràng, một khi Nga chiếm được khu mỏ với nhiều điểm quan trọng có thể giúp họ khống chế toàn bộ thành phố bằng hỏa lực sẽ gây khó khăn đối với quân đội Ukraine trong việc trấn thủ hoặc rút lui. Tuy nhiên, lực lượng Kiev nhiều khả năng sẽ tháo chạy khỏi thành phố về phía làng Pochaka từ Zabaka. Trên trục Kupjan, Tatoki, quân đội Nga tiếp tục tấn công về phía tây Pechonoya với mục tiêu tiến tới sông Oskol. Đồng thời ở phía bắc, giao tranh đang dần tiến đến Kupian tại Sinkotka, lực lượng Moscow xâm nhập khu rừng ở phía tây của khu định cư. Nơi đây, nếu thành công, sẽ có thể tiến đến vùng ngoại ô Petropavlovka, một thành trì quan trọng của AFU trên các tuyến đường tiếp cận phía đông tới Kupjan. Về phía nam, quân đội Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của họ ở Gilovka. Trong khi đó, tại Stepa Novoselovka, nơi được coi là đã có kiểm soát trong một thời gian dài, nhưng những cảnh quay về các cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng Kiev trong vùng lân cận được công bố trực tuyến cho thấy Nga không kiểm soát được về mặt vật lý đối với khu định cư này. Phía tây Pechonoy, lực lượng Moscow đang đánh sập hàng phòng thủ đối phương, tiến sâu hơn nữa vào đội hình của quân đội Ukraine. Các nhóm xung kích của RFAF cách lòng sông Oskol chưa đầy 4 km, nơi tiếp cận sẽ cho cắt đứt các xa lộ O-21, 1942 và R-79. Trong trường hợp này, nhóm lực lượng Kiev ở bờ trái sẽ bị cắt đứt, điều này làm phức tạp thêm nguồn cung cấp của họ. Lực lượng Moscow cũng đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công để mở rộng vùng kiểm soát. Phía tây bắc, Tây Baiva, họ đã đánh bật quân đội Ukraine ra khỏi một số cứ điểm và ở phía nam mua làng, họ đã dọn sạch lãnh thổ Bertovoy. Máy bay Nga thường xuyên hoạt động trên các mục tiêu ở Kupyan, tấn công các điểm triển khai tạm thời và kho đạn dược của đối phương. Quân đội Nga cũng đang tích cực phá hủy các cầu phao với 8 cuộc tấn công vào chúng đã được ghi nhận trong 3 tuần qua. Để duy trì liên lạc qua sông, việc Ukraine nỗ lực tạo ra các bờ kè cát cũng đang trở thành mục tiêu tấn công. Do đó, 3 cuộc không kích đã được thực hiện vào 2 cầu phao ở khu vực Kupjan trong 4 ngày qua. Mức độ phá hủy các mục tiêu như vậy được chứng minh bằng ít nhất một ví dụ. Gần đây xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh một xe bọc thép của AFU bị UAV Lakhdep Nga phá hủy tại một trong những giao lộ mới được khôi phục và ngày hôm nay nó lại bị máy bay Nga phá hủy một lần nữa. Tại Chasovia, quân đội Nga RFAF đã thành công trong việc chiếm thêm các vị trí ở trung tâm thành phố. Sau một thời gian dài không hoạt động, lực lượng Moscow đã phát động thêm các cuộc tấn công trên bộ và thành phố. Theo các nguồn tin của Ukraine, quân đội Nga được cho là đã chiếm được các vị trí của lực lượng Kiev giữa các làng Imailivka và Novoselidivka theo hướng Prokhor, nơi chia cắt hai đơn vị trong các làng. Đồng thời, nguồn cung cấp cho tuyến đầu Hynik bị gián đoạn từ phía bắc. Lực lượng Moscow cũng được cho là đã có thêm nhiều thành công ở Ostchipke. Đại tá Oleksandr Okhokhimenko, chỉ huy lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine đầu tuần này, đã chia sẻ về thế bất lợi khó khăn của quân đội Ukraine ở thành trì Vulida. Ông cho biết quân đội Ukraine đã chịu các cuộc tấn công từ các lữ đoàn cơ giới của Nga. Quân đội Nga có xe tăng và bộ binh với khả năng chiến đấu tốt hơn. Họ cũng có lợi thế về hệ thống pháo, vũ khí chống tăng và cả nhân lực. Nếu nhìn vào tiềm năng chiến đấu nói chung, Moscow có lợi thế gần như tuyệt đối. Trên lý thuyết, một phe sẽ giành áp đảo khi có lợi thế gấp 3 lần đối thủ về quân đội và phương tiện, riêng trong khu vực Vuleda.
Tính toán cho thấy Nga đang có lợi thế gấp 9 lần so với Ukraine. Ông nói, một cách khách quan, họ có thể thấy việc tổ chức khu định cư và xây dựng giải phòng thủ tại khu vực này hoàn toàn nằm trong tay quân đội Nga. Vulida vốn là trụ cột của lực lượng phòng thủ Ukraine trong khu vực. Quân đội Ukraine đã phòng thủ tại mặt trận này suốt từ tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, đầu tháng này, Ukraine đã rút quân khỏi Vulida nhằm bảo toàn lực lượng trước nguy cơ bị bao vây. Đây được coi là một bước tiến nữa của Nga ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, việc Nga kiểm soát Vulida khó có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến sự ở miền đông Ukraine vì thị trấn này không phải là một trung tâm hậu cần đặc biệt quan trọng. Một nghị sĩ Ukraine nêu ra lý do nhiều quân nhân nước này đã quyết định đào ngũ khi được đưa ra chiến đấu với Nga trên tiền tuyến. Ông nói, cho biết có một tỷ lệ đáng kể binh lính đào ngũ là do các chỉ huy hành xử không đúng theo chuẩn mực. Chúng ta đang nói về những người rời khỏi đơn vị của họ mà không được phép. Có rất nhiều người trong số họ và không chỉ vì sợ hãi. Ngoài ra, ông còn chỉ trích các quan chức cơ quan tuyển quân địa phương ở Ukraine, những người mà ông mô tả là bắt nam giới trên đường phố và đưa thẳng họ lên xe buýt. Ông cho rằng đây là nỗ lực nhằm gia tăng số lượng tân binh nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng của binh sĩ trong lực lượng vũ trang. Những người bị ép buộc nhập ngũ như vậy không có động lực chiến đấu. Cuối tháng trước, Kiev Post đưa tin số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ có dấu hiệu tăng lên sau hơn 2 năm chiến sự, nhưng Kiev vẫn chưa có giải pháp nào thực sự hoàn toàn hiệu quả để ngăn chặn xu hướng này. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, hơn 60.000 vụ án hình sự đã được khởi tố vì tội rời bỏ đơn vị hoặc đào ngũ trái phép kể từ năm 2022, trong đó gần một nửa số vụ xảy ra trong năm nay. Theo Kiev Post, một trong những lý do chính là Ukraine thiếu lực lượng để điều động luân phiên thay thế lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Các lữ đoàn hiếm khi được nghỉ ngơi và phải chiến đấu liên tục trên mặt trận kéo dài hơn 1.000 km trong hơn 2 năm qua. Từ đó, nhiều binh sĩ phải đối mặt với tình trạng mệt mỏi và căng thẳng dẫn tới việc bất tuân mệnh lệnh và đào ngũ. Theo Kiev Post, quy mô đào ngũ đã trở nên nghiêm trọng tới mức Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật số 11322 vào ngày 20 tháng 8, trong đó quy định rằng lần đào ngũ đầu tiên của binh sĩ sẽ không bị khép vào tội hình sự. Luật này cho phép người lính trong lần đào ngũ đầu tiên có thể trở về đơn vị của mình mà không bị trừng phạt nếu chỉ huy của anh ta đồng ý. Sau hơn 2 năm chiến sự nổ ra, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực để chiến đấu. Hàng trăm nghìn người cho tới nay đã nhập ngũ để đối phó với Nga. Nhiều người trong số đó đã thiệt mạng, bị thương, kiệt sức hoặc đã xuất ngũ. Vào tháng 4, để khắc phục tình trạng thiếu quân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một đạo luật hạ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25. Theo luật mới, những người trốn quân dịch có thể bị tước giấy phép lái xe, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản. Khi các sĩ quan tuyển quân đi khắp các thành phố để tìm thêm nam giới trong độ tuổi nhập ngũ, nhiều nam giới đã lên kế hoạch bỏ trốn để không phải nhập ngũ. Theo Guardian, nhìn chung ở Ukraine, các cuộc thăm dò hồi tháng 7 cho thấy vẫn còn một số lượng đáng kể nam giới sẵn sàng nhập ngũ chiến đấu. Mặt khác, nhiều binh sĩ Ukraine hoặc các thương binh đã trở về từ tiền tuyến lên án những người trốn nhập ngũ, cho rằng họ đang làm suy yếu sức chiến đấu của quân đội. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 9 tháng 10 cho biết, quân đội nước này đã tấn công một kho chứa UAV Shahed của Nga gần làng Otievki ở tỉnh Kostnadarkrai. Video về vụ hỏa hoạn gần Otievki dường như xác nhận cuộc tấn công của Kiev. Otievki nằm cách chiến tuyến miền đông Ukraine chỉ khoảng 200 km, khiến khu vực này nằm trong tầm bắn của hỏa lực Ukraine. Khoảng 400 UAV, tương đương 5% số UAV Nga đã sử dụng kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 2 năm, bị phá hủy. Kể từ khi nhập khẩu những chiếc UAV Shahed đầu tiên từ Iran vào năm 2022, Nga đã phóng hơn 8.000 chiếc chứa chất nổ. Nhờ hệ thống phòng không tiên tiến của phương Tây, Ukraine đã bắn hạ hầu hết UAV Shahed mà Moscow đã sử dụng. Theo tuyên bố, cuộc tấn công được thực hiện bởi Hải quân Ukraine và các đơn vị của Cơ quan An ninh Ukraine, SBU.
Theo kết quả kiểm soát khách quan, một đòn tấn công chính xác đã được ghi nhận. Việc phá hủy căn cứ lưu trữ UAV Shahed đã làm giảm đáng kể khả năng của đối phương trong các hoạt động tấn công của các thành phố, làng mạc của Ukraine, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine nhấn mạnh. Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những kho vũ khí lớn của Nga nhằm bào mòn năng lực của Moscow. Tuần trước, một UAV của Ukraine đã nhắm đến căn cứ không quân Nga gần Voronezh, cách biên giới phía bắc Ukraine khoảng 200 km. Vụ tấn công được cho là đã gây thiệt hại cho một kho chứa bom của Nga tại đây.